Dâu dâu dâu, ba con sầu, trong 500 anh em đã quay trở lại cùng MBG trong C bình luận PK lên server. Và đây là 99,9% đến từ server GAV anh em nhá. Chúng ta sẽ cùng đến với chế độ classic cơ bản của server GAV. Đừng quên 3 khung giờ ngày chúng ta, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em yêu quý mình thì hãy like và subscribe kênh đối với YouTube để theo dõi thông tin mới nhất đến từ thế giới cao em. Luôn được cập nhật đăng tải update thường xuyên như này. Rất mong được sự ủng hộ tất cả mọi người dành cho MBG với cả hai kênh Đầm Mới Gaming và Đầm Mới YouTube anh em nhá. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ chiến đấu thôi. Chiến đấu thôi. Đeo veo của CL 180. Tachibana Ukiyo Iori Mai. Bà ra thổ anh em ạ. Tem nó không có tanh. Bế thằng AGG vẫn là hơi mệt. Bế thêm ông tướng EZZ về nữa là hơi mệt nhá. Ai à. Làm cho bốn cháu liệt thế nhỉ. Làm cho bốn cháu hơi khúc liệt đấy. Full đám. Đào mỗi một thằng mẹ. Chiếc xanh nhỉ. Terry độc chiêu mà nó giảm công nhưng em thấy còn Mai nội tại nó giảm công rồi. Mai thì nội tại nó đã giảm công sẵn rồi. Đấm chết nó luôn. Đấm ngất người nó luôn anh em. Đấm ngất người nó luôn. Đấm ngất người nó luôn. Cũng không chết con nào. Cả hai bên đều không chết ai. Bạn để trước cái đằng sau thì team này bạn cũng hẹo với tôi rồi. Bạn không hẹo. Mai của tôi thì bị khoán nộ. Đen như chó lợn. Nó có thật à? Đen như chó lợn là có thật anh em ạ. Đen như chó lợn là có thật. Vẫn muốn nhử nữa cả. Bạn khốc liệt thế. Bạn ăn chắc mặc bền quá. Rồi, tôi thua bạn. Bạn ăn chắc mặc bền quá. Bạn ăn chắc mặc bền này thì tôi thua bạn rồi. Bạn ăn chắc mặc bền này thì tôi thua bạn rồi. Ăn chắc mặc bền thế này thì tôi thua bạn rồi. Bạn ăn chắc mặt bền quá đấy. Được. Đánh giá cao bạn trong game đấu này. Bạn ăn chắc mặt bền quá. Bạn đưa tôi vào thế. Bạn hơi bị được đấy. Leona của server 2. Chúng ta có EZZ Blaum Hen và Kionet Iorizi Ruvo. Đánh bằng Kio cả tính mạng. Cả tính mạng đấy. Nhưng xem vừa 2 này cũng kỳ kích của anh ạ. Biết chơi đấy, đúng không? Không mang Iori dị vào đầu là biết chơi đấy.
kỳ cựu đấy, không dễ nuốt đâu. Người chơi hệ kỳ cựu đấy. Ê, đèn, ba con độc chiều. Chó ngọng thế lại. Ba con độc chiều thì mất kill rồi. Đánh cái mẹ đi nữa anh em. Thua rồi. Đó, không đủ đam mà đánh. Có gì đâu mà đánh anh em ơi. Hết hàng rồi. Hết đồ chơi rồi. Hết đồ chơi rồi. Chịu rồi, Mali với cả này vào nữa thì một tanh một đam vào nữa thì mình chịu chết. Không có cơ hội để sửa sai luôn anh em. Không có cơ hội để sửa sai luôn. Hai game rồi đấy. Liệu rằng có game đấu số 3 hay không? Yori, à đâu, ăn được cắt của CV83. Quá tàm ba bận, đừng nói với tôi thua nốt game nữa thành quá tàm ba bận nha. Chúng ta mới có cú double kill mà thôi. Kim của Mizu. Sun. Mẹ Sun thì không nhờn được rồi anh em ạ. Mẹ nó chứ lệ, không có con nào vệ để làm lại tam hệ cho Mizu này. Không có nào tam hệ cho Mizu. Đèn như con chó ngọng này thì hỏng rồi. Choáng nó không? Choáng mà nó giải được các thằng Sun thì sao nó có giải ấy nhỉ? Hay liên quan gì? Tự nhiên nào mẹ mình xước chi nhớ ra thằng Sun, nhớ thằng Sun thì làm gì có cái giải gì nhỉ? Sun thì nó có cái giải gì vậy em? Ngon. Giết thằng Sun thôi. Phải giết mày thôi Sun ơi. Mày quên cái nội tại này của tao à? Đừng nói không đủ đam nhá. Hai tanh hai đả rồi. Không đủ đam nữa thì thôi, ngải cứu rồi. Không đủ đam nữa chỉ có ngải cứu thôi. Chỉ có nước ngải cứu thôi. Tầm này xử được Sun của nó đi thì nó giải cứu với mình rồi. Kim thì 300 cái mùa quýt nha, giết được anh nha. Ha!
300 cái mùa quýt. Chiến thắng chưa? Đã bảo rồi, không bao giờ có quá tam ba bận. Không bao giờ có quá tam ba bận nữa anh em nhé. Nó chỉ hai bận là thôi. Hai bận nó là quá khả năng rồi. Ba bận thì ảo quá. Ba bận thì ảo quá bạn ơi. Ba bận thì ảo quá bạn ơi. Đó là chiến thắng của em gì. Chúng ta cùng đến với trận đấu tiếp theo nào. Robert của server 69. Marie. Bao. Robert luôn anh em. Karate. Wow, không có karate nhưng mà bù lại chúng ta có Terry. Một trong những cũng huyền thoại sống đấy anh em. Đúng không? Ui dồi ôi. Vừa tân bốc Terry huyền thoại sống thì gặp ngay mẹ con huyền thoại nó còn sống hơn người anh em ạ. Đây còn bố các loại huyền thoại người anh em ạ. Đây còn bố các loại huyền thoại người. Chịu rồi. Vừa từng bốc Terry huyền thoại sống ở đây rồi. Ôi thôi xong. Thế là hết. Và thế là hết. Gặp bố các loại huyền thoại sống luôn đấy. Bố các loại huyền thoại sống luôn anh ạ. Vừa đang quảng cáo tay huyền thoại sống không? Đây gặp còn cái loại hoài huyền thoại, bố các loại huyền thoại sống nữa. Chịu thật sự anh ạ. Huyền thoại này thì tởm quá. Huyền thoại dốc đi xa bét này thì tởm quá rồi. Tượng đài đấy nhỉ. Không thể mà tháo gỡ được cái hình ảnh. Nói chung là cơ hội của các bạn đã hết. Nó còn con gì nhỉ? À con Maxima nhỉ? Bây giờ nó mang Maxima và nó bơm cho nhau ấy. Đúng bài rồi. Đúng bài rồi. Không lệch đi đâu được anh ạ. Đúng bài đó. Đúng bài đó. Đúng bài rồi anh em ạ. Không xịt đi đâu được. Bạn xin chúc mừng bạn đã vào thế. Xin chúc mừng bạn đã vào thế mà không thể cứu rỗi. Thì đầu tiếp theo là Kula của server 85. Xin chúc mừng bạn đã vào thế rồi. Tôi đố bạn chạy được. Kèo này đi vừa sai như nhỉ. Em gồ cái này có đốt đúng không nhỉ. Lâu lâu, ui dồi khổ. Init. Init Benny này hết cơ hội rồi. Hết cơ hội rồi anh em ơi. Hết cơ hội rồi anh em ơi. Gặp quả init thì làm gì còn cơ hội nào nữa. Có tiền thật đấy nhưng mà vẫn nằm thôi anh em ạ. Giới hạn sát thương thật đấy nhưng vẫn nằm thôi. Không chống được. Chống cự thì bụng bự. Chống cự thì bụng bự là
chết này. Khắm lọ thật. Xích được nó, tiêu liệt đánh rất nhẹ nhàng. Ông đang tiêu liệt thì đánh rất nhẹ nhàng thôi. Thế thì ai nữa? Tiền văn nữa nè. Cứu được không anh em? Ôi giời, như khiêu khích chứ lệ. Thế giờ hơi các lợn như lệ. Anh sẽ xích được con Engo rồi không? Thôi, ý trời đã định rồi anh em. Không thể cưỡng cầu được. Em rất tiếc. Anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Ô kìa, con mẹ nó toàn bị khiêu khích dở hơi cả. Vừa sai nhỉ, có giới hạn sát thương lại đỡ đàm ghi phết chứ nhỉ. Đàm ghi phết chứ đùa. Đàm ầm ầm luôn. Cứ bảo anh phế, anh có phế đâu. Anh vẫn đang một mình mẹ gánh tem. Đỡ đàm ở trên cũng giới hạn sát thương này. Đúng rồi nhà, giữa sát thương elite không làm gì được. Chị nó khiêu khích rồi nhỉ. Nó không khiêu khích được thì mình win rồi. Nó không khiêu khích được thì mình win rồi. Mình cảm ơn bạn nhé. Giờ bạn có mang ai vào thì cũng giải cứu thôi. Giờ cứu bạn nhé. Mẹ vừa sai hay phết thế chứ đùa. Giới hạn sát thương bẩn bựa. Đốt đau, xích tốt. Đau tốt. Nó đéo nghĩ nó thua mình game này đâu các bạn. Đúng không? Chắc nó không nghĩ nó thua mình game này đâu. Nào, lửa. Thôi rồi, thêm lửa nữa. Nha, tạm biệt bạn nha. Một chiến thắng không tưởng anh ạ.
Ok đây, và clip này mình xin phép tạm dừng đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại em clip tiếp theo. See you again và bye bye.